chặng đường 6 năm xây dựng và trưởng thành. Từ một cái tên không ai biết đến, hiện tại Vinh Media đã trở thành thương hiệu uy tín với mạng lưới khách hàng đông đảo, đối tác phủ rộng khắp trên địa bàn Nghệ An và các tỉnh phụ cận. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ truyền hình lưu động, tổ chức sản xuất các chương trình sự kiện, sản xuất phim phóng sự, TVC quảng cáo, trường quay đa chức năng. Năm 2018 có thể nói là một năm đầy khởi sắc và thành công của công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Vinh Media. Khởi đầu trong năm 2018, ngày 19 tháng 3, tại trụ sở tỉnh đoàn Nghệ An đã diễn ra lễ ký kết phối hợp thực hiện sản xuất trang truyền hình bản tin tuổi trẻ Nghệ An giữa công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Vinh Media với tỉnh đoàn Nghệ An để nâng cao hiệu quả tuyên truyền cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An. Bản tin tuổi trẻ Nghệ An sẽ được ban biên tập cho phát sóng trực tiếp mỗi tháng một số trên website và fanpage của tỉnh đoàn Nghệ An, cập nhật những hoạt động nổi bật của phong trào đoàn, là kênh thông tin quan trọng để tỉnh đoàn Nghệ An ca ngợi và tôn vinh những đoàn viên xuất sắc, tuyên truyền sâu rộng nhiều nội dung quan trọng tới từng đoàn viên trên toàn tỉnh. Đến nay, bản tin tuổi trẻ Nghệ An đã phát sóng được 10 số, tạo được hiệu ứng tốt, kịp thời phản ánh hoạt động, nắm bắt định hướng thông tin dư luận xã hội. Truyền hình lưu động, một mảng chính tiềm năng của Vinh Media, được đánh giá cao từ khách hàng và được xem là một trong những đơn vị uy tín chất lượng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đánh dấu cột mốc quan trọng và đột phá trong năm 2018 là việc ký kết hợp đồng nhận ghi hình trọn gói giải bóng đá Golden City mở rộng năm 2018 với sự góp mặt của nhiều đội bóng đến từ các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An, phối hợp với công ty sự kiện H2O tổ chức sản xuất chương trình Đêm Gala được dẫn dắt bởi MC nổi tiếng Thành Trung. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về trang thiết bị cũng như nhân lực, Vinh Media đã không phụ lòng mong đợi của khách hàng, góp phần vào sự thành công của giải đấu. Tiếp nối sự thành công của giải bóng đá Golden City, Vinh Media nhận ghi hình trực tiếp giải bóng đá Báo Lao Động Nghệ An. Đây là một giải bóng đá phủi có tiếng tại Nghệ An, thu hút được nhiều FC, các ngôi sao đến từ lò đào tạo trong Lan Nghệ An tham gia tranh tài. Không dừng lại ở truyền hình trực tiếp các trận bóng ngoài sân cỏ, năm 2018, chúng tôi tiếp tục nhận được nhiều hợp đồng từ các đơn vị, ghi hình nhiều chương trình nổi bật như Đại hội Công đoàn Nghệ An, Đại hội Nông dân thành phố Vinh, Hội thao Ngân hàng Chính sách khu vực 4, lễ khai giảng khóa đào tạo khóa 59 trường Đại học Vinh và các sự kiện khác. Đáng chú ý nhất, khi phối hợp với Đại học Vinh tổ chức sản xuất và truyền thông cho lễ kỷ niệm 20 năm thành lập khoa công nghệ thông tin. Trong năm 2018, mảng phim phóng sự, phim tài liệu cũng tạo được bước đột phá mới, tiếp tục nhận được nhiều hợp đồng sản xuất phim trong nhiều lĩnh vực giáo dục, kinh tế, chính trị. Có thể nói, sản xuất phim phóng sự là một điểm mạnh đối với Vinh Media. Trong mỗi bộ phim, chúng tôi luôn đặt nặng tâm huyết của mình vào đó, từ khâu lên ý tưởng, thực hiện ý tưởng, quay phim và dựng phim. Trên những yếu tố phụ trợ là thiết bị, thì quan trọng nhất vẫn là yếu tố con người. Với sự nhiệt tình, chăm chỉ và cống hiến hết sức của nhân viên công ty, cùng sự đóng góp của những cộng tác viên giàu kinh nghiệm đã cho ra đời những thước phim chuyên nghiệp. Với những tâm huyết đó, thành quả mang lại rất đáng tự hào. Nhiều bộ phim của nhiều đơn vị như Bảo hiểm Nhân Thọ, Trường Mầm non Hoa Sen và nhiều đơn vị khác tham gia dự thi cấp tỉnh, cấp quốc gia đều đạt giải và nhận được sự đánh giá rất cao. Đặc biệt trong năm 2018, Vinh Media đã thực hiện bộ phim Về Phà Lai Cùng Em để tham gia cuộc thi Nghệ An Trong Tôi và vinh dự đạt giải khuyến khích, giải thưởng duy nhất ở hạng mục video. TVC quảng cáo trong năm 2018 cũng đã có nhiều phát triển vượt bậc. Nổi bật nhất là TVC giới thiệu về khách sạn Lam Giang được đưa dự thi và đạt giải nhì. TVC giới thiệu trung tâm Anh ngữ Scott England. TVC quảng cáo cho Eva Spa. Chuỗi các video highlight của Điện lực Nghệ An, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Báo Lao động Nghệ An. Đi song hành với sự phát triển của truyền hình lưu động, phóng sự, TVC quảng cáo, trong năm 2018, trường quay đa chức năng Vinh Media cũng đã có nhiều thành công khi liên hình được nhiều chương trình nổi bật như bản tin tuổi trẻ Nghệ An, chương trình talk show sức khỏe và sắc đẹp của Bệnh viện Thái Thượng Hoàng. Nắm bắt được xu thế, Vinh Media đã đầu tư xây dựng trường quay với đầy đủ trang thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu sản xuất các chương trình talk show, MV ca nhạc. Hiện nay, trường quay đa chức năng Vinh Media là trường quay tư nhân chuyên nghiệp duy nhất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Sự phát triển sôi động thời đại công nghệ 4.0, các thiết bị truyền hình ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp nhằm nâng cao chất lượng, độ sắc nét về hình ảnh của sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Vinh Media đã đầu tư thay đổi trang thiết bị như máy quay phim 4K, Flycam, GoPro và máy ảnh chuyên nghiệp.
trong năm 2018, Vinh Media đã tái tạo lại website trên tên miền cũ vinhmedia.vn. Trang website Vinh Media được đăng tải các thông tin, các chương trình sự kiện, các sản phẩm để khách hàng dễ dàng tìm hiểu về công ty. Qua đó, thể hiện được sự chuyên nghiệp và uy tín của một công ty truyền thông chuyên nghiệp. Thay đổi màu xe truyền hình lưu động với màu xanh Coban giúp nhận diện thương hiệu của công ty rõ ràng hơn. Năm 2018 là một năm sôi động với nhiều sự kiện hội khóa, hội lớp. Bằng những kinh nghiệm về tổ chức sự kiện nhỏ, chúng tôi nhận được sự tin tưởng từ khách hàng, đảm nhận tổ chức từ khâu lên ý tưởng, kịch bản và tổ chức chương trình team building, chương trình đêm gala. Điển hình như hội lớp 15 năm ra trường của lớp A1 K29 chuyên Phan Bội Châu, hội khóa 20 năm ra trường của trường Nguyễn Xuân Ôn Diễn Châu, 15 năm tìm về của các bạn lớp A khóa 2000-2003 trường Lê Kết Thuật, dấu ấn 20 năm của sinh viên ngành sư phạm văn trường Đại học Vinh và nhiều sự kiện khác. Ngoài những hoạt động chính của công ty, Vinh Media đã tham gia nhiều chương trình thiện nguyện với phương châm giúp người cũng chính là giúp mình. Vào tháng 9 năm 2018, vượt hàng chục km xa xôi trong thời tiết mưa kéo dài để về với mảnh đất Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, ghi hình trực tiếp chương trình đêm nhạc thiện nguyện Vòng Tay Cho Em, kêu gọi sự hỗ trợ giúp đỡ cho hai anh em sinh đôi mang trọng bệnh từ lúc sinh ra. Bên cạnh đó, Vinh Media cũng đã tài trợ cho nhiều chương trình như nhà tài trợ bạc giải tennis doanh nhân xứ Nghệ lần thứ 2, tài trợ cho giải bóng đá Báo Lao Động Nghệ An lần thứ 5, tài trợ cho chương trình lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Vinh, trao tặng bộ hình hiệu cho đài truyền thanh truyền hình Thanh Chương. Năm 2018 cũng là năm đầu tiên công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Vinh Media nhận đào tạo các học viên và nhận các sinh viên thực tập của các trường đại học trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đến với Vinh Media, các học viên, các sinh viên sẽ được đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp, được thực hành kỹ năng về biên tập, quay phim và dựng phim, thể hiện lời mình. Mảng nhân sự của Vinh Media trong năm nay cũng đã có nhiều sự thay đổi lớn. Công ty đã đào tạo và chiêu mộ được đội ngũ nhân viên trẻ, nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm cao, tốt nghiệp tại các trường chuyên nghiệp. Những nhân tố với những sắc màu khác nhau đã tạo nên một luồng gió mới mẻ cho Vinh Media. Bên cạnh đó, công ty đã nhận được nhiều sự cộng tác của nhiều cộng tác viên mới, có nhiều kinh nghiệm, chuyên nghiệp, đã và đang làm việc tại các đài truyền hình. Điều này đã góp phần vào sự thành công và phát triển của công ty. Với những dấu ấn nổi bật trong năm 2018 sẽ là động lực quan trọng góp phần vào sự quyết tâm của đội ngũ nhân viên công ty. Phấn đấu trong năm 2019 sẽ là một năm khởi sắc hơn với nhiều thành quả đặc biệt hơn. Quan trọng nhất là nâng tầm giá trị của Vinh Media trong lòng khách hàng, đưa công ty phát triển mạnh mẽ hơn. Những dấu ấn thành công của năm 2018 có được của công ty Vinh Media là nhờ được sự hợp tác của tất cả các khách hàng, của các đối tác, cùng toàn thể cán bộ công nhân viên, cộng tác viên của công ty Vinh Media. Bước sang năm 2019, thay mặt cho công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Vinh Media, kính chúc toàn thể quý vị, khách hàng, các đối tác, các đồng nghiệp, anh em cán bộ công nhân viên của công ty bước sang một năm mới bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc và gia đình thành đạt. If we don't, we might as well.